Captain B và chương trình IELTS Reading bất hủ xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến bài cuối cùng của quyển IELTS 9 ha. The Development of Museums. Sự phát triển của viện bảo tàng. Trang 97 test 4 bài đọc số 3 quyển IELTS 9 nha. Chăm chỉ học từ vựng để đọc sách tiếng Anh y như đọc sách tiếng Việt luôn nha. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng rất nhiều vì đã biên soạn quyển này. Nhớ là đọc sơ qua các câu hỏi để nắm từ khóa và để ý của bài trước khi vào đọc đoạn văn. Mình bắt đầu đoạn A nha, dòng thứ 6. Museums used to look, and some still do, much like storage rooms of objects packed together in showcases. Good for scholars who wanted to study the subtle differences in design, but not for the ordinary visitor, to whom it all looked alike. Similarly, the information accompanying the objects often made little sense to the lay visitor. Viện bảo tàng đã từng trông rất giống như là những căn phòng lưu trữ đồ vật được đóng gói, được sắp xếp lại với nhau ở trong những cái showcases, tức là những ở trong những cái hộp trưng bày mà bằng kính á. Và bây giờ nó vẫn some still do, tức là và bây giờ một vài cái viện bảo tàng vẫn y chang như vậy, vẫn trông giống như là những căn phòng mà chứa đồ vật trưng bày thôi. Good for scholars, tốt cho những học giả, những người mà muốn nghiên cứu sự khác biệt tinh tế về thiết kế, chứ không hề tốt cho một cái người tham quan viện bảo tàng bình thường. Ordinary visitor là người bình thường, ví dụ như mình nè. Những người mà, to whom it all looked alike, những người mà tất cả những cái đồ vật ở trong viện bảo tàng trông nó y chang như nhau à. Tại mình người thường, mắt thường, mình không có thấy sự khác biệt gì hết. Và tương tự thì cái thông tin đi kèm với những cái đồ vật đó thường là made little sense, có nghĩa là không có nghĩa gì hết, không có nghĩa lý gì hết, không có một chút xíu ý nghĩa đối với người khách tham quan bình thường. Lay visitor này là dân thường đó, giống như là ordinary visitor. Nói lại ha, viện bảo tàng hồi xưa đã từng như vậy và bây giờ vài cái cũng còn trông giống như những căn phòng lưu trữ đồ vật được sắp xếp lại với nhau, được đóng gói lại ở trong những cái hộp trưng bày bằng kính. Điều này thì tốt cho những học giả, những người mà muốn nghiên cứu sự khác biệt tinh tế về thiết kế, chứ không hề tốt cho một cái người khách tham quan bình thường. Những người mà đối với họ thì mọi thứ đều trông y chang như nhau. Tương tự thì thông tin đi kèm với đồ vật thường là có rất ít cái ý nghĩa đối với một người khách tham quan bình thường. Rồi câu cuối cùng của đoạn A. The content and format of explanations dated back to a time when the museum was the exclusive domain of the scientific researcher. Có nghĩa là nội dung và hình thức của những lời giải thích thì lại là quay trở lại cái thời gian mà viện bảo tàng là cái lĩnh vực dành riêng cho những nhà nghiên cứu khoa học. Vậy khúc này giúp cho mình trả lời được câu số 31. Câu số 31 nó hỏi, compare with today's museums, those of the past. Tức là, so sánh với viện bảo tàng ngày nay, thì những viện bảo tàng trong quá khứ nó như thế nào? Vậy đáp án của mình sẽ là câu B ha. Those of the past were not primarily intended for the public. Những viện bảo tàng trong quá khứ không chủ yếu dành cho công chúng, đúng không? Nó tốt cho những học giả mà muốn nghiên cứu thôi, chứ nó không hề not good for, tức là nó không hề tốt cho những người dân thường chút nào hết. Như vậy thì rồi nó là một cái lĩnh vực dành riêng cho những nhà nghiên cứu khoa học nữa. Vậy thì nó không were not primarily intended for the public, tức là không có chủ yếu là dành cho công chúng đến xem. Mình đến đoạn B nha. Recently, however, attitudes towards history and the way it should be presented have altered. The key word in heritage display is now experience. The more exciting, the better.
and if possible, involving all the senses. Good examples of this approach in the UK are the Chadwick Centre in York, the National Museum of Photography, Film and Television in Bradford, and the Imperial War Museum in London. In the US, the trend emerged much earlier. Williamsburg has been a prototype for many heritage developments in other parts of the world. No one can predict where the process will end. On the so-called heritage sites, the reenactment of historical events is increasingly popular, and computers will soon provide virtual reality experiences which will present visitors with a vivid image of the period of their choice, in which they themselves can act as if part of the historical environment. Such developments have been criticized as an intolerable vulgarization, but the process of many historical theme parks and similar locations suggests that the majority of the public does not share this opinion. Đi theo cái con trỏ của cô ha, cô dịch thì từ vựng nào mình không biết thì một hồi nữa mình tập dịch lại, dịch cho nó vô trong đoạn văn thì mình sẽ nhớ từ vựng nhiều hơn ha. Tuy nhiên dạo gần đây thái độ đối với lịch sử và cái cách mà nó nên được trình bày đã thay đổi rồi, cái thái độ này đã thay đổi. Từ khóa trong việc trưng bày di sản bây giờ là trải nghiệm, càng thú vị thì càng tốt. Và nếu có thể thì phải liên quan hết tất cả các giác quan. Những ví dụ hay về phương pháp tiếp cận này ở Anh đó chính là trung tâm Chadwick ở York, Viện Bảo tàng Nhiếp ảnh Quốc gia, Film và Television ở Bradford và Viện Bảo tàng Chiến tranh Đế quốc ở London. Ở Mỹ thì xu hướng này trỗi dậy sớm hơn nhiều. Williamsburg là một cái điển hình cho nhiều sự phát triển di sản trên toàn thế giới, ở nhiều nơi trên thế giới. Không ai có thể dự đoán quá trình này sẽ kết thúc ở đâu. Trên những cái địa điểm mà được gọi là di sản, khu di tích, thì cái sự tái hiện những sự kiện lịch sử ngày càng phổ biến và máy vi tính sẽ sớm cung cấp những trải nghiệm thực tế ảo mà sẽ cho những người khách một cái hình ảnh sống động về giai đoạn mà họ lựa chọn muốn xem. Mà trong đó, chính bản thân họ đóng vai trò như thể là một phần của môi trường lịch sử. Những sự phát triển này đã bị chỉ trích như là cái sự thô tục không thể nào tha thứ được. Nhưng mà thành công của nhiều công viên chủ đề lịch sử và những nơi tương tự như vậy lại cho thấy là đại đa số công chúng không có cùng quan điểm này. Có nghĩa là đoạn này nó nói Viện Bảo tàng bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Ở trên đoạn A nó nói hồi xưa đó là Viện Bảo tàng là chỉ là trưng bày mấy đồ vật thôi, rồi những cái lời giải thích đó thì toàn là dành cho những cái nhà nghiên cứu khoa học người ta đọc không à. Cho nên khách tham quan bình thường như mình vô cũng không hiểu gì đâu. Nhưng mà đoạn B này nó nói bây giờ Viện Bảo tàng đã thay đổi rất là nhiều rồi ha. Máy vi tính rồi cung cấp những cái trải nghiệm thực tế ảo ha, rồi cho người ta những cái hình ảnh sống động về cái giai đoạn mà họ muốn xem. Ví dụ giờ muốn xem năm 1500 ở Việt Nam thì sao, thì click vô chẳng hạn thì sẽ có những cái hình ảnh sống động. Và như hơn nữa là bản thân mình là những người khách tham quan bình thường, mình còn có thể tham gia vào, mình đóng vai như là mình là một cái môi trường lịch sử vậy. Tức là Viện Bảo tàng bây giờ vô rất là sống động. Thì một phe đó thì nói là cái sự phát triển này bị chỉ trích, tức là phe đó nói là thiệt là thô tục quá đi. Viện Bảo tàng là nơi sang trọng quý phái mà làm gì mà có những trải nghiệm thực tế ảo đồ đủ thứ, chỉ nên đứng một chỗ coi mấy cái đồ vật thôi. Nhưng mà một phe khác, tức là phe công chúng á nè, nhưng mà tại sao họ nói như vậy thiệt là thô tục nhưng mà nó lại thành công, tức là công chúng không có cùng cái quan điểm là cái chuyện này là cái chuyện một cái điều thô tục và không thể chấp nhận được. Công chúng đâu có nói vậy đâu, công chúng không nghĩ như vậy, và công chúng người ta đi tới Viện Bảo tàng nhiều hơn. Và cái the success, tức là cái sự thành công của những cái
những cái công viên chủ đề lịch sử và những nơi tương tự như vậy, cho thấy rõ ràng là công chúng không có nghĩ như vậy ha, công chúng thích những cái gọi là trải nghiệm thực tế ảo, hình ảnh sống động vân vân. Vậy thì đoạn này nó chia ra làm hai phe ha. Một phe thì thích những cái virtual reality experience, thích cái sự thay đổi, đổi mới này. Còn một phe thì lên án. Cho nên khúc này mình có thể trả lời được cho câu số 27. Câu số 27 nó kêu mình đi tìm cái list of headings, tức là cái tiêu đề á, tiêu đề cho đoạn B. Vậy đáp án của mình, tiêu đề đoạn B sẽ là hai la mã: Mixed views on current changes to museums. Mixed views có nghĩa là quan điểm hỗn hợp về cái sự thay đổi hiện tại đối với viện bảo tàng, tức là có hai phe đó. Có hai phe và mỗi phe có một view ha, view tức là quan điểm, cho nên là mixed views. Đoạn B đó cũng giúp cho mình trả lời câu số 32. According to the writer, current trends in the heritage industry. Theo tác giả thì những cái xu hướng hiện tại trong cái ngành công nghiệp di sản nó như thế nào? Vậy đáp án của mình sẽ là câu A. Emphasize personal involvement. Có nghĩa là cái xu hướng hiện tại bây giờ là phải nhấn mạnh vào cái sự tham gia cá nhân. Tham gia cá nhân ở đâu ha? Đó chính là bao gồm có liên quan hết tất cả các giác quan của cái người đi tham quan viện bảo tàng đó. Họ phải trải nghiệm thực tế ảo nè, rồi phải trình bày cho họ cái hình ảnh sống động của cái giai đoạn đó, rồi chính bản thân họ cũng tham gia, cũng đóng vai trò như thể là một phần của môi trường lịch sử, tức là personal involvement, tức là nhấn mạnh cái sự tham gia của cái cá nhân đó. Mình đến đoạn C nha. In a related development, the sharp distinction between museum and heritage sites on the one hand and theme parks on the other is gradually evaporating. Có nghĩa là trong một cái sự phát triển có liên quan thì cái sự phân biệt rõ ràng giữa viện bảo tàng và khu di tích on the one hand có nghĩa là một mặt, và mặt kia là những cái công viên theo chủ đề thì đang dần dần bốc hơi. Mấy bạn nhỏ nghe dịch xong rồi hiểu gì không nè? Ok, cô làm như thế này cho dễ hiểu ha. Cấu trúc on the one hand, on the other hand là mình phải hiểu ha. On the one hand mình dịch là một mặt thì, on the other hand mình dịch là mặt khác thì. Vậy thì tưởng tượng mình có hai cái bàn tay. Trên một cái bàn tay trái của mình á, thì sẽ có museums với lại heritage sites, có nghĩa là viện bảo tàng với lại những khu di tích. Và một tay bên kia là mình có theme parks, có nghĩa là những công viên theo chủ đề. Thì hồi xưa, hai phe này nó có cái sharp distinction, có nghĩa là cái sự phân biệt rất rõ ràng. Đây, cô để chừa một cái khoảng trống ở đây, tức là có cái sharp distinction, sự phân biệt rõ ràng về museums, heritage sites với lại theme parks. Nhưng mà ngày nay nè, cái sự phân biệt này đã dần dần bốc hơi, có nghĩa là đây, nó sát lại với nhau, nó sáp nhập lại luôn làm một luôn không chừng. Thì cái ý của hai câu đầu nó nói là cái sự khác biệt này nè, cái khoảng cách này nè, đã dần dần bốc hơi rồi, hai cái sát dính lại với nhau rồi. Tức là nó giống giống nhau, trông nó giống giống nhau về cái cách trình bày hay gì đó, thì ở khúc sau này mới biết được. Rồi nó giải thích tại sao cái sự phân biệt nó lại bốc hơi, là tại vì they already borrow ideas and concepts from one another, là bởi vì họ đã mượn ý tưởng và khái niệm từ nhau, hai phe mượn qua mượn lại ý tưởng và khái niệm của nhau. Vậy thì khúc đó mình có thể trả lời được cho câu số 33. Câu 33 nó nói: The writer says that museums, heritage sites and theme parks. Tác giả nói là bảo tàng, khu di tích và những công viên theo chủ đề thì như thế nào? Vậy thì đáp án của mình là câu D. Are less easy to distinguish than before. Là ba cái này nó dễ dàng mà ít dễ dàng hơn, ít dễ dàng hơn để mà phân biệt hơn là trước đây. Trước đây nó có cái sharp distinction, nó có cái sự phân biệt rõ ràng. Nhưng mà giờ cái sự phân biệt này nó bốc hơi rồi, tức là less easy, dễ dàng ít hơn, tức là khó để mà phân biệt hơn trước đây.
Rồi khúc đó mình cũng có thể trả lời được cho câu số 28. Câu số 28, tiêu đề của đoạn C, đáp án của mình sẽ là 6 La Mã, Fewer Differences Between Public Attractions, có nghĩa là có ít sự khác biệt hơn. Nhớ hồi nãy không? Cái sự khác biệt này nó bốc hơi rồi nè. Tức là có ít sự khác biệt hơn giữa những cái nơi mà thu hút sự chú ý của công chúng. Mình đến đoạn D nha. 4 dòng đầu của đoạn D nói: Theme parks are undergoing other changes too, as they try to present more serious social and cultural issues and move away from fantasy. This development is response to market forces, and although museums and heritage sites have a special, rather distinct role to fulfill, they are also operating in a very competitive environment, where visitors make choices on how and where to spend their free time. Những công viên theo chủ đề cũng đang trải qua những sự thay đổi nữa khi họ cố gắng trình bày những vấn đề văn hóa, xã hội nghiêm túc hơn và tránh xa những cái tưởng tượng đi. Sự phát triển này là phản hồi lại sức mạnh của thị trường. Và mặc dù là viện bảo tàng và những khu di tích có một cái vai trò đặc biệt và khá là khác nhau để mà hoàn thành, nhưng mà họ cũng vận hành ở trong một cái môi trường, họ cũng hoạt động ở trong một cái môi trường rất là cạnh tranh, nơi mà khách tham quan lựa chọn làm thế nào và nơi nào để dành cái thời gian rảnh của mình. Vậy thì mấy dòng đầu này có thể giúp cho mình trả lời câu hỏi số 37 ha. Câu 37 nó nói: Consumers prefer theme parks which avoid serious issues. Là consumers là người tiêu thụ ha, người tiêu dùng. Thì ở đây là mình dịch là những người khách tham quan đi. Những người khách tham quan thích những công viên chủ đề nào, những công viên nào mà né tránh những vấn đề nghiêm túc. Vậy thì mình coi lại coi đúng hay sai hay không có đề cập trong bài nha. Họ nói là những công viên này đang trải qua những sự thay đổi, là họ đang trình bày những vấn đề văn hóa xã hội nghiêm túc hơn. Và tại sao họ lại muốn thay đổi trình bày những vấn đề văn hóa xã hội nghiêm túc hơn? Là bởi vì nó là cái response to market forces, có nghĩa là họ phản hồi lại với lợi thị trường, tức là thị trường đang muốn những cái vấn đề văn hóa xã hội nghiêm túc mà. Vậy thì cái câu số 37 này của mình đáp án sẽ là false, là sai rồi. Thị trường, những cái người khách tham quan này muốn những cái vấn đề serious issues, những vấn đề nghiêm túc, chứ không phải là né tránh những vấn đề nghiêm túc, cho nên đáp án số 37 là sai. Rồi câu số 38 nó nói: More people visit museums than theme parks. Nhiều người tham quan viện bảo tàng hơn là những công viên theo chủ đề. Vậy thì bên này có nói gì không? Bên này chỉ nói là họ làm việc trong một cái môi trường rất là cạnh tranh. Nơi mà du khách, nơi mà khách tham quan lựa chọn là làm thế nào và ở đâu để mà trải qua cái thời gian rảnh của họ. Vậy thì họ chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có nói là nhiều người tham quan viện bảo tàng hơn theme parks đâu, hơn công viên theo chủ đề đâu. Cho nên đáp án của mình sẽ là not given, không có đề cập đến trong bài nha. Mình tiếp tục phần còn lại của đoạn D nha. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors. Their assets are already in place. However, exhibits must be both based on artifacts and facts as we know them and attractively presented. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position, as they must steer a narrow course between the demands of evidence and attractiveness, especially given the increasing need in the heritage industry for income-generating activities. Những chuyên gia bảo tàng và chuyên gia di sản không cần phải phát minh chế ra những cái câu chuyện và tạo ra cái môi trường lịch sử để thu hút khách tham quan, bởi vì mọi thứ của họ đã đâu ra đó hết rồi. Tuy nhiên, cái sự trưng bày phải dựa trên những cái tạo tác và những cái dữ kiện mà chúng ta đã biết.
và trình bày một cách cuốn hút. Những người mà có liên quan một cách chuyên môn tới cái nghệ thuật diễn dịch lịch sử, vì vậy mà đang ở trong một cái vị thế rất là khó khăn. Bởi vì họ phải steer a narrow course, có nghĩa là họ phải rất cẩn thận để mà cân bằng, để chọn ở giữa cái nhu cầu về bằng chứng và cái sự cuốn hút, sự lôi cuốn. Đặc biệt là cái nhu cầu ngày càng tăng trong cái ngành công nghiệp di sản cho những cái hoạt động mà đem lại thu nhập. Vậy thì khúc đó mình có thể trả lời được cho câu số 34. Nó nói, the writer says that in preparing exhibits for museums, experts, có nghĩa là tác giả nói là trong khi chuẩn bị những cái trưng bày ở trong viện bảo tàng á, thì các chuyên gia phải làm sao? Vậy đáp án của mình là câu D nha. Have to balance conflicting priorities, có nghĩa là các chuyên gia phải cân bằng được những cái sự ưu tiên mà nó mâu thuẫn nhau. Tại sao nói nó mâu thuẫn? Tại vì một mặt là phải trình bày những cái evidence, những cái bằng chứng cụ thể rõ ràng, nhưng mà không có được quá cứng nhắc đi, phải trình bày nó một cách sao cho attractiveness, tức là có cái sự cuốn hút ở trong đó nữa. Như vậy thì hai cái này nó là mâu thuẫn với nhau, cho nên câu 34 đáp án của mình sẽ là câu D nha. Và khúc này mình cũng có thể trả lời được cho câu số 29. Câu 29 tiêu đề của đoạn D mình sẽ chọn là một La Mã, commercial pressures on people in charge, có nghĩa là áp lực về thương mại đối với những người đang cầm quyền. Vậy áp lực về thương mại tức là họ phải tạo ra những cái income generating activities, là những cái hoạt động mà mang lại thu nhập cho viện bảo tàng hoặc là cho cái khu di tích đó. Cho nên họ phải cân bằng giữa bằng chứng và cái việc trình bày sao cho nó cuốn hút đó. Cho nên áp lực cho những people in charge, là những cái người mà có thẩm quyền á, những người mà liên quan tới này, chính là những cái experts ha, những chuyên gia heritage and museum experts, những chuyên gia viện bảo tàng và di sản. Mình đến đoạn ơ nha. It could be claimed that in order to make everything in heritage more real, historical accuracy must be increasingly altered. For example, Pithanthropus erectus is depicted in an Indonesian museum with Malay facial features because this corresponds to public perceptions. Similarly, in the Museum of Natural History in Washington, Neanderthal man is shown making a dominant gesture to his wife. Such presentations tell us more about contemporary perceptions of the world than about our ancestors. There is one compensation, however, for the professionals who make these interpretations. If they did not provide the interpretation, visitors would do it for themselves, based on their own ideas, misconceptions, and prejudices. And no matter how exciting the result, it would contain a lot more bias than the presentations provided by experts. Có thể cho là để làm cho mọi thứ ở trong di sản nó thực hơn, thì cái độ chính xác về mặt lịch sử phải bị thay đổi nhiều. Ví dụ như là Pithecanthropus erectus được mô tả ở trong Viện Bảo tàng Indo với những cái đặc điểm gương mặt người Mã Lai, bởi vì điều này nó phù hợp với lại nhận thức của công chúng. Tương tự thì trong Viện Bảo tàng Natural History ở Washington, thì cái người Neanderthal này được thấy là có cái cử chỉ thống trị, cử chỉ gia trưởng đối với vợ của mình. Vậy thì những cái sự trình bày như thế nói cho chúng ta biết nhiều hơn về nhận thức đương đại của thế giới hơn là về tổ tiên của chúng ta. Tuy nhiên có một cái sự đền bù cho những chuyên gia nào mà làm ra những cái sự diễn dịch như thế này là nếu họ không cung cấp cái sự diễn dịch thì khách tham quan sẽ tự làm thôi.
và họ sẽ dựa trên khách tham quan sẽ dựa trên những cái ý kiến riêng của họ, sự hiểu sai và những cái thành kiến của họ. Như vậy thì cho dù là kết quả nó có thú vị cỡ nào thì nó cũng sẽ có chứa nhiều cái sự thiên vị hơn là cái sự trình bày được cung cấp bởi chuyên gia. Vậy thì khúc này mình có thể trả lời được cho câu hỏi số 30. Câu số 30 tiêu đề của đoạn ơ mình sẽ chọn là 35 mã nha. Interpreting the facts to meet visitor expectations. Có nghĩa là diễn giải cái thông tin để đáp ứng với mong đợi của khách tham quan. Đây, rõ ràng là cái độ chính xác về mặt lịch sử phải bị thay đổi để cho nó thực hơn, more real hơn. Và người ta cho một cái ví dụ là cái Peter Canthropus erectus này đã được mô tả ở trong viện bảo tàng của Indo với những đặc điểm gương mặt của người Mã Lai, bởi vì nó phù hợp với lại cái nhận thức của công chúng. Như vậy tức là đang diễn dịch cái thông tin này để đáp ứng với nhu cầu của khách tham quan. Nên đáp án của câu số 30 sẽ là 3 La Mã nha. Rồi ở dòng thứ 6 của đoạn ơ, nó có nói là such presentations tell us more about contemporary perceptions of the world than about our ancestors. Có nghĩa là những cái sự trình bày như thế nói cho chúng ta biết nhiều hơn về nhận thức đương đại về thế giới hơn là về tổ tiên. Vậy thì câu số 35 nó nói trong đoạn ơ này, the writer suggests that some museum exhibits, tác giả nói là một số cái trưng bày ở viện bảo tàng thì sao? Vậy đáp án của mình sẽ là câu C nha. Reveal more about present beliefs than about the past, là tiết lộ cho thấy nhiều hơn về cái niềm tin hiện tại hơn là về quá khứ. Vậy thì cái present beliefs này nó bằng với lại contemporary perceptions, nhận thức đương đại, tức là cái niềm tin hiện tại, chứ không phải về quá khứ, hơn là về quá khứ, hơn là về tổ tiên. Vậy thì đáp án câu số 35 của mình sẽ là C ha. Rồi mình đến đoạn cuối cùng, đoạn F nha. Ba dòng đầu nói, human bias is inevitable, but another source of bias in the representation of history has to do with the transitory nature of the materials themselves. The simple fact is that not everything from history survives the historical process. Human bias có nghĩa là cái sự thiên vị của con người ha. Bias có nghĩa là lệch về một hướng á. Thì cái bias của con người, cái sự thiên vị của con người là điều không thể tránh khỏi. Nhưng còn có một cái nguồn bias khác trong cái việc thể hiện lịch sử, nó có liên quan tới bản chất của cái đồ vật nữa. Cái việc đơn giản đó chính là không phải tất cả mọi thứ từ lịch sử đều có thể survive, có nghĩa là tồn tại, sống sót được. Không phải tất cả mọi thứ từ lịch sử đều sống sót được cái quá trình lịch sử hết. Vậy khúc này mình có thể trả lời được cho câu 36. Câu 36 nó hỏi là the passage ends by noting that our view of history is biased because. Tức là đoạn văn này, bài đọc này kết thúc bằng cách cho chúng ta thấy là cái quan điểm của chúng ta về lịch sử nó bị lệch đi là bởi vì, đáp án của mình sẽ là câu B ha. Only very durable sub-objects remain from the past. Có nghĩa là bởi vì rất ít những cái đồ vật mà bền tồn tại được từ quá khứ cho tới nay. Cho nên đáp án của câu 36 là B ha. Giống như ở trong cái dòng thứ 3 của đoạn F nó nói, not everything from history survives the historical process. Mình tiếp tục đoạn F nha. Dòng thứ 5 của đoạn F có nói tới một cái thị trấn là Leiden ở Holland. Thì dòng thứ 8 nó nói là 5 times smaller than modern Leiden. Tức là cái thị trấn đó hồi xưa nó nhỏ, thua cái Leiden hiện đại tới 5 lần lận. Trong khi câu số 39 thì lại nói khác.
Câu 39 thì lại nói là the boundaries of Leiden have changed little since the 17th century. Là cái biên giới của Leiden đã thay đổi rất là ít kể từ thế kỷ thứ 17. Nó có thay đổi ít không ta? Hồi xưa, cái Leiden của hồi xưa thì nhỏ hơn 5 lần cái Leiden hiện tại. Tức là cái Leiden hiện tại lớn hơn 5 lần rồi. Như vậy đâu có thay đổi, đâu có change a little đâu, lớn hơn tới 5 lần luôn mà. Tức là change very much mới đúng ha. Cho nên đáp án của câu này là false, sai rồi. Mình đến 6 dòng cuối của đoạn cuối nha. In most of the houses, several families live together in circumstances beyond our imagination. Yet, in museums, fine period rooms give only an image of the lifestyle of the upper class of that era. No wonder that people who stroll around exhibitions are filled with nostalgia. The evidence in museums indicates that life was so much better in the past. This notion is induced by the bias in its representation in museums and heritage centers. Trong hầu hết những ngôi nhà đó, tức là những ngôi nhà của thị trấn Leiden á, thì vài gia đình sống chung với nhau trong những cái tình huống, trong những cái hoàn cảnh mà nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng ta luôn. Vài gia đình mà sống chung với nhau tức là nghèo khó, khổ lắm ha. Ấy vậy mà trong những viện bảo tàng thì những căn phòng mô tả cái thời điểm đó đó thì chỉ cho ra một cái hình ảnh về cái phong cách sống của tầng lớp thượng lưu của cái thời đại đó. Nhiều gia đình sống chung với nhau, nghèo rớt mồng tơi, có những cái hoàn cảnh mà nằm ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta luôn. Nhưng mà trong viện bảo tàng họ lại sắp xếp sau đó để mà có những cái căn phòng mà tạo ra cái hình ảnh của cái phong cách sống của cái những tầng lớp thượng lưu thời đó. Hèn chi mà những người, tức là những khách tham quan á, mà đi ở những cái khu vực tham quan đó, họ được lấp đầy cái nỗi nhớ quê hương. Những bằng chứng ở trong viện bảo tàng cho thấy là cuộc sống ở trong quá khứ tốt hơn rất là nhiều. Và cái điều này đã bị gây ra bởi cái sự thiên vị, sự lệch hướng trong cái việc thể hiện của viện bảo tàng và những trung tâm di sản. Vậy thì khúc này giúp cho mình trả lời được câu số 40. Câu 40 nó nói, museums can give a false impression of how life used to be. Là viện bảo tàng có thể đưa ra một cái ấn tượng sai về cuộc sống như thế nào, cuộc sống trước đây đã từng như thế nào. Vậy đáp án của câu này sẽ là true ha, đúng rồi. Cho một cái ấn tượng sai về cuộc sống hồi xưa như thế nào đó. Cô mới vừa nói xong nè, là hồi xưa vài gia đình sống chung với nhau, nhưng mà bây giờ viện bảo tàng lại trưng bày theo cái kiểu tạo cho người ta một cái hình ảnh về một cái phong cách sống của tầng lớp thượng lưu, tức là false impression ha, ấn tượng sai rồi. Cho nên đáp án của câu này là true. Vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Man nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.